Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 11 năm 1999, cách đây đúng 20 năm, miền Trung hứng chịu đợt lũ lụt có sức tàn phá dữ dội hay còn được gọi tên là Đại Hồng Thủy năm 1999. Đợt mưa lũ này cũng đã xác lập nhiều kỷ lục lịch sử trong các thống kê. So sánh về thiên tai và thiệt hại thiên tai gây ra tại Việt Nam, trong đó Thừa Thiên Huế là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, lũ đã làm hàng trăm người chết và bị thương. Với sự hỗ trợ của chính phủ, bạn bè trong nước và quốc tế, sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, Thừa Thiên Huế đã bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Đến nay, cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân, nhất là những vùng chịu thiệt hại nặng nề đã ổn định và phát triển. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đến thăm người dân tại nhiều địa phương, những nơi hứng chịu những thiệt hại lớn do đợt lũ này gây ra. Đến thăm khu vực đèo Mũi Né, Đà Bạc, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, nơi từng xảy ra thảm nạn sạt lở đất làm 13 người chết trong trận lũ lịch sử năm 1999. Sau khi cùng đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các nạn nhân tại miếu thờ chung của làng, ông Phan Ngọc Thọ đã đại diện chính quyền địa phương gửi lời động viên thăm hỏi đến thân nhân, gia đình người bị nạn. Bằng những phần quà tuy không lớn về giá trị nhưng chứa đựng sự quan tâm chia sẻ của toàn xã hội đến các gia đình, lãnh đạo tỉnh mong muốn những người ở lại vượt qua những khó khăn, mất mát, giúp đỡ, động viên nhau để tiếp tục cuộc sống. Trên hành trình thăm hỏi gia đình, thân nhân các nạn nhân của trận Đại Hồng Thủy năm 1999, đoàn đã ghé thăm làng Rồng, tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, ngôi làng ra đời sau trận lũ lịch sử, là khu tái định cư của các hộ dân từng sống ở trên đập Hòa Duân sau khi con đập này bị vỡ. Tại đây, đoàn đã đến thăm các hộ gia đình chịu nhiều mất mát sau trận lũ lịch sử, trong đó đặc biệt có hộ bà Trần Thị Hương với 12 sinh mạng bao gồm cả bố mẹ, anh chị em và họ hàng đã bị cuộn trôi theo dòng nước lũ. Chia sẻ với nỗi mất mát to lớn mà gia đình các nạn nhân phải chịu đựng trong suốt 20 năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ mong muốn các gia đình, thân nhân của nạn nhân vượt qua nỗi đau, cùng đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, như những gì mà Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã gửi gắm khi đặt tên địa danh làng Rồng sau trận lũ lịch sử năm 1999. Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm hai liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn người dân trong trận lũ lịch sử là liệt sĩ Phạm Văn Điền và liệt sĩ Lê Đình Tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ bày tỏ sự xúc động trước tấm gương hy sinh anh dũng vì nước vì dân của các liệt sĩ, đồng thời mong muốn các chiến sĩ đang công tác tại Hải đội 2, biên phòng giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tại đơn vị.